Tin Hoa Kỳ, ước nguyện Giáng sinh thật cảm động của một em bé gái. Vào dịp lễ Giáng sinh, nhiều em bé chờ mong ông già Noel sẽ mang cho mình những món quà yêu thích. Nhưng cũng có những em bé lại mong muốn một điều tốt cho người khác như cô bé Kathleen. Ông già Noel yêu quý, có nhiều người không tin ông nhưng cháu thì tin. Có một thứ cháu thật sự muốn trong Giáng sinh này cho ăn của cháu, đó là được ghép thận làm ơn giúp cháu. Đó là những lời vắn vỏi trong lá thư được viết bằng tay trên giấy trắng, gửi cho ông già Noel. Tác giả là cô bé Kathleen đã bỏ lá thư cạnh siêu thị bán đồ ở Franklin, bang Bắc Caroline. Cô bé Kathleen đã gặt dưới hàng chữ, ghép thận và làm ơn. Điều này cho thấy sự quan trọng của lời cầu xin, vì nó là sự sống còn của anh trai của cô. Một trợ lý cửa hàng ấn tượng sâu sắc bởi nội dung của lá thư, nên đã quyết định chia sẻ nó trên các trang mạng xã hội. Có lẽ rất nhiều trái tim đã xúc động khi đọc những dòng chữ đơn sơ này và hy vọng ai đó có cơ hội để hoàn thành ước nguyện của Caitlin. Trong khi nhiều đứa trẻ đang chờ mong nhận được những món quà yêu thích từ ông già Noel thì cô bé Caitlin đã không xin gì cho chính mình, nhưng chỉ xin cho anh trai được ghép thận. Tình yêu của cô bé dành cho anh trai thật đáng quý và trân trọng biết bao.